Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6, sự kiện trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch, sản phẩm ô cốp cùng với triển lãm ảnh giới thiệu các thành tựu về kinh tế, văn hóa và danh thắng của hai thành phố Tuy Hòa và Pleiku đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách đến tham quan mua sắm. Tại khu vực đường Anh Hùng Nấp, quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku, hoạt động trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch ẩm thực tiêu biểu và sản phẩm ô cốp của Tuy Hòa và Pleiku diễn ra khá sôi động. Hoạt động này có sự tham gia của 50 gian hàng là các nhà hàng, khách sạn, đơn vị kinh doanh du lịch, các hộ gia đình, đơn vị có sản phẩm ô cốp của hai thành phố. Để đảm bảo hiệu quả thiết thực, ban tổ chức ngày hội đã bố trí hướng dẫn khuyến khích các gian hàng trưng bày sản phẩm lưu niệm, đặc sản địa phương tự làm, mang hương vị truyền thống, đảm bảo chất lượng, mẫu mã đẹp. Đồng thời tổ chức trang trí, tạo điểm nhấn, chú trọng phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp. Nhân sự kiện kết nối du lịch giữa Pleiku Gia Lai và thành phố Tuy Hòa Phú Yên thì muốn đưa cái sản phẩm của mình đến với khách hàng và người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng và tốt nhất. Nếu như Pleiku có mật ong, cà phê, dược liệu thì Tuy Hòa có sản phẩm yến xào, nước mắm, các sản phẩm làm từ dứa, nem chả các loại. Ngoài việc giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thì hoạt động này còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại giúp các nhà sản xuất tiếp cận với người tiêu dùng, đối tác, nhà phân phối, thiết lập kênh phân phối tại những thị trường tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, tạo cơ hội để các doanh nghiệp củng cố và khai thác thị trường. Đây là lần đầu tiên là nước mắm Hai Phước lên quảng bá các thương hiệu sản phẩm của tỉnh Phú Yên tại Đồ Cô. Những cái cơ sở mặt hàng gọi là truyền thống của tỉnh lần này đỡ kết nối tạo cái thương hiệu càng ngày được biết rộng rãi hơn của thành phố Tuy Hòa nói chung và của tỉnh Phú Yên nói riêng. Căn của thành phố Pleiku hôm nay mình đến với ngày hội du lịch thì bên cạnh đó thì có rất là nhiều là sản phẩm rất là chất lượng. Tuy nhiên thì sản phẩm nước mắm này rồi nem nè, rồi tất cả các nước lâu sàn, rượu chén, rồi tất cả các cái gian hàng khác nữa vân vân. Thì mình hy vọng rằng thì ngày hội kết nối này thì sẽ đem lại cho người dân Pleiku và người dân của Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung thì sẽ biết đến nhiều cái sản phẩm rất là chất lượng vào trong cái ngày hội này. Triển lãm ảnh giới thiệu các thành tựu về kinh tế văn hóa của Tuy Hòa và Pleiku cũng là hoạt động thu hút đông đảo du khách. Triển lãm giới thiệu 50 bức ảnh ghi lại những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và danh thắng của hai thành phố. Hầu hết các hình ảnh đều giới thiệu quảng bá về miền đất văn hóa, con người và tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh Phú Yên, Gia Lai nói chung và thành phố Tuy Hòa, Pleiku nói riêng. Bên cạnh những hình ảnh về danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thì những khoảnh khắc ghi lại sự phát triển đi lên của hai địa phương cũng được đông đảo người dân và du khách đặc biệt quan tâm. Tôi cảm nhận được cái sự phát triển của hai thành phố Pleiku và Phú Yên sau khi trải qua đại dịch thì vẫn giữ được cái sự phát triển của nó. Và tôi cảm nhận được cái hai thành phố đều có những cái cảnh đẹp rất là đặc trưng. Có dịp thì tôi sẽ đến Phú Yên. Sự kiện trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch, sản phẩm ô cốp cùng với triển lãm ảnh giới thiệu các thành tựu về kinh tế, văn hóa và danh thắng của hai thành phố Tuy Hòa và Pleiku góp phần tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư doanh nghiệp du lịch gặp gỡ, giao lưu, hợp tác kinh doanh, cung cấp, trao đổi sản phẩm du lịch, tạo chuỗi giá trị, gia tăng, kết nối du lịch giữa các thành phố cùng phát triển.